Mình đã trở thành một trong những khán giả đầu tiên xem Spy Family trước khi công chiếu nửa tháng. Như thế nào? Xin chào, review cho vui đây. Ngày hôm qua, CCV có sự kiện fan event cực kỳ vui nhộn và siêu cưng luôn. Các bạn có thể thấy là rất nhiều cosplayer tham dự nè. Manga và cả series anime của Spy Family thì quá nổi tiếng rồi. Còn Spy Family Code White, Gia đình Điệp viên, Mã Trắng là phần phim điện ảnh của series anime. Sau khi nhận được yêu cầu thay thế mình trong chiến dịch Strix, Lloyd Forger quyết định giúp con gái Anya chiến thắng trong cuộc thi nấu ăn tại Học viện Eden bằng cách làm ra chiếc bánh yêu thích của hiệu trưởng để tránh bị thay thế khỏi nhiệm vụ mật. Nhưng từ đây, gia đình Forger phát hiện ra bí mật kinh hoàng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Nếu bạn chưa từng biết đến Spy Family trước đó thì cứ an tâm ra rạp. Ở đầu phim có tóm tắt sơ lược để bạn nắm nè. Còn nếu bạn đã biết và rất yêu thích Spy Family thì không việc gì phải bỏ qua movie lần này cả. Phim là sự kết hợp hài hòa giữa những giây phút hành động và những tình huống hài hước không thể nhịn được cười. Đây cũng là công thức chung cho series nên chắc chắn bạn sẽ thấy rất thân quen. Nhưng mà xem trên màn ảnh rộng thì FV hơn nhiều nhiều. Phụ đề lần này được dịch rất tốt. Theo mình là bám khá sát manga, anime nên cảm giác xem không bị khó chịu như mấy phim hoạt hình khác. Forger là siêu điệp viên với mật danh Tosogare. Twilight đang nỗ lực bảo vệ hòa bình của một quốc gia hư cấu có nhiều điểm tương đồng với Tây Đức trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Vì nhiệm vụ, anh phải tạo ra một gia đình gồm cả bố mẹ và một đứa con nhỏ. Vô đồng ý làm vợ anh và bé Anya mồ côi đồng ý làm con nuôi của anh. Nhưng anh không hề biết Vô thực chất là một sát thủ. Còn Anya có khả năng ngoại cảm, đọc được suy nghĩ. Đã vậy, chú chó Bon còn thấy trước được tương lai. Oh wow, gia đình này quá là đáng yêu. Mỗi người một vẻ, ai cũng có lượng fan riêng hoặc được yêu thích ngang ngửa. Và với movie lần này, mỗi nhân vật đều được chăm chút, có không gian phát huy riêng, tạo nên những tràng cười không dứt cho khán giả, cũng khiến khán giả ồ à thích thú và chắc chắn là có chút gì xúc động. Lloyd làm mọi việc không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà còn để bảo vệ gia đình anh. Còn mình thì ngồi xem phim mà trái tim cũng muốn lao vào để bảo vệ gia đình bé nhỏ ấy. Đoạn đầu phim dễ thương, cài đặt nhiều tình huống để đẩy câu chuyện lên nhưng mà phim chỉ thật sự vào nhịp ở nửa sau. Phim tập trung vào chuyến du lịch phiêu lưu của gia đình Forger. Các nhân vật phụ trong series vẫn xuất hiện nhưng mà thời lượng rất ít. Tuy nhiên, với thời lượng của một phim chiếu rạp thì mình thấy cũng đủ thỏa lòng rồi. Bản chất của anime chiếu rạp là không để ảnh hưởng đến mạch chính của series, cho nên thật sự mình đã chuẩn bị tinh thần, ra rạp với tâm lý thoải mái và cảm thấy thỏa lòng. Bù lại, những đoạn tình cảm của Lloyd và Vô được đắp khá nhiều, đảm bảo các bạn sẽ quắn quéo cho mà xem. Thêm nữa, các cảnh hành động thật sự thú vị, Vô nhanh nhẹn, Lloyd thông minh và Anya báo thủ tham gia vào trường đoạn này với thiết lập không chạm mặt nhau. Như là xem phim Hollywood vậy á. Gia đình Điệp viên, Mã Trắng chính thức ra rạp vào ngày 10 tháng 2, chiếu xuyên Tết luôn. Các bạn hãy rủ bạn bè, người thân, crush cùng ra rạp với mình nha. Đầu năm cười sảng khoái, cả năm được thoải mái. À, nhớ lại xem after credit nha, đừng bỏ về sớm, uổng lắm. Cảm ơn các bạn đã tham khảo review của mình. Bye, bicycle.